Má ơi, anh hai gọi nè má. Đưa má thôi. Má nghe nè, con trai cưng của má. Dạ má ơi, con mua vé máy bay rồi đó má. Trước 27 Tết á, là con về. Mà con thèm đồ ăn của má nấu quá à. Tôi biết rồi ông tướng ơi. Tôi làm cho ông mấy hủ kiều rồi đó. Về ăn cho hết nghe chưa. Dạ. Rồi bây, còn tôi ra sân bay đón bây không? Dạ thôi cha ơi, con tự về nhà được mà. Con nhớ đường không mày? Đường xá bây giờ á, nó đổi mới nhiều lắm nha con. Dạ, con nhớ chứ. Nhà của con á, mà sao con không nhớ được? Cái gì? Cha mày, nhà nào của mày? Nhà của tao mà mày. Cha cứ chọc con hoài à. Nè, con cầm hủ tiều đem vô cất lên cho bếp. Mai mốt anh hai về anh hai này ăn. Dạ. Thì bà làm gì mà cứ đi lại lại hoài vậy? Nó về. Làm gì đâu mà lo quá không biết nữa. Ông nói làm sao mà không có lo. Nó nói là 27 Tết nó về. Nay là 27 Tết luôn rồi còn chưa thấy mặt mũi nó đâu nữa. Hỏi sao mà không lo cho được. Thì biết đâu nó kẹt xe. Không ấy kẹt máy bay. Bà khéo lo. Tôi đang rầu thúi ruột đó. Ông đừng có ở đó mà giỡn nữa. Má ơi, hồi sớm á, anh hai có gọi cho con. Anh hai nói á, là ở bển nó đang bão lắm nên là hủy hết mấy cái chuyến bay rồi. Nhưng mà ảnh có nhờ con á, là chăm sóc cha với má. Sao bay không có nói sớm với má? Thì tại sáng giờ con lu bu quá. Nhưng mà giờ con nhớ là con nói với cha má liền nè. Nó này không được cái gì hết trơn. Ôi, Tết nhất rồi cứ cằn nhằn nó hoài. Thằng hai nó không về thôi. Ông giỏi quá ha. Hỏi sao mà không la nó cho được. Anh hai nó ở bên bển, mưa gió bão bụng bển chưa biết làm sao, ăn uống thức ăn làm sao. Thằng đó tính nó hời hợt, có biết lo đâu. Má ơi má, anh hai gọi nè má. Rồi mày đưa đi má coi. Cái thằng kia, mày không về thì mày cũng nói với má chứ để má lo sớm giờ. Rồi bên bển á, thức ăn thức uống đồ lo đầy đủ hết chưa? Dạ con không sao đâu má. Với lại chỗ con cũng an toàn. Thôi bay nói vậy rồi thôi tao cũng đỡ lo. Rồi coi ăn uống đi ngang cho có sức khỏe đó. Mùng 1, mùng 2 Tết á, bay muốn ăn cái gì? Bay nói với má. Má chụp, má gửi qua cho bay. Rồi để cho bay đỡ nhớ cái Tết Việt Nam. Mà không được. Thôi mất công bay nhìn, bay thấy bay buồn thêm chứ được gì đâu. Mà rồi đó, mấy cái củ kiệu đó, làm xong cho cố vô. Rồi giờ ăn cho hết cái Tết này nghe. Dạ, má cứ để đó đi, con ăn mà. Bay có về được đâu, ăn. Con nói là con ăn mà. Con ăn hết cho má coi nè. Anh ơi. Trời ơi cái thằng này mẹ. Má. Má.